động thái mới nhất của Nga được công bố vào ngày 8 tháng 4 không chỉ gây chấn động đối với kinh tế Hà Lan mà còn khiến cho lĩnh vực nông nghiệp trao đảo, có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và giấy lên lo ngại về an ninh lương thực, cũng như quan hệ thương mại quốc tế. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, Nga đã thực hiện ra tay tịch thu tài sản của công ty cổ phần nông nghiệp Agroterra Group. Sắc lệnh từ Tổng thống Vladimir Putin đã đưa các công ty con của tập đoàn nông nghiệp Agroterra của Hà Lan gồm Agroterra Investment BV và Agroterra Holdings BV, và quản lý tạm thời của Rosie Merchepo, cơ quan quản lý tài sản của Liên bang Nga. Hành động quyết đoán này diễn ra sau một loạt các vụ tịch thu tài sản tương tự nhằm vào các công ty phương Tây, nhằm trả đũa cho các biện pháp đòn tấn công chống lại các công ty Nga ở nước ngoài, bao gồm các tên tuổi lớn như Casper, Đan Mạch, Danone, Pháp, Fortum, Phần Lan và Uniper. Agrotera thành lập từ năm 2008 là một trong những công ty lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyên sản xuất và cung cấp các mặt hàng như đậu nành, lúa mì và củ cải đường. Với diện tích canh tác khoảng 265.000 ha, Agrotera được công nhận là một trong 20 chủ sở hữu đất nông nghiệp lớn nhất ở Nga đến tháng 5 năm 2023. Hiện tại, tác động của sắc lệnh đối với hoạt động của Agrotera vẫn chưa rõ ràng. Một người phát ngôn của công ty cho biết rằng đến thời điểm này Công ty vẫn chưa nhận được thông tin chi tiết nào liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần trong phạm vi vốn ủy quyền của tập đoàn Arteria sang quyền quản lý tạm thời của Rosimetschekvo. Động thái của nga được đánh giá là một phần của xu hướng quyết liệt hơn nhằm vào các tài sản của các quốc gia ngoại quốc, nhằm trả đũa cho các biện pháp trừng phạt và hạn chế khác mà các nước phương Tây áp đặt lên các công ty và doanh nghiệp nga. Hành động này không chỉ gây ra lo ngại cho các công ty và cổ đông của họ mà còn có thể tạo ra mối đe dọa cho chuỗi cung ứng nông nghiệp toàn cầu, có thể làm gián đoạn hoạt động sản xuất và xuất khẩu lương thực. Hơn nữa, nó cũng có thể khiến cho căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây leo thang, làm phức tạp thêm tình hình ở Ukraine và ổn định quan hệ quốc tế. Ngày 10 tháng 4, Bộ trưởng Thương mại Hà Lan cho biết, Amsterdam sẽ phải làm quen với một thực tế mới, đó là trả giá đắt cho an ninh của chính mình, bởi thời mà phương Tây có thể trông cậy vào Washington đã qua. Ông khẳng định Nga là đối thủ địa chính trị của phương Tây và Hà Lan cần sự cứng rắn, nếu không sẽ khó bảo vệ lợi ích của mình trên thế giới. Ngoài ra, theo giới phân tích quốc tế, động thái mới nhất của Moscow nhắm vào công ty của Hà Lan, quốc gia mới đây vừa công bố kế hoạch đưa một đơn vị tên lửa Patriot tới Lithuania, khu vực giáp tranh vùng Kaliningrad của Nga.